bạn muốn thăng quan tiến chức, muốn cử các tiệc xạ, muốn tài lộc, muốn năng lượng trong công việc thì các bạn nên sử dụng quả cầu đá thanh hồng tự nhiên Việt Nam mình. Tài sản Thanh Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay mời anh em trải nghiệm một quả cầu đá thanh hồng tự nhiên của Việt Nam mình để bạn hiểu rõ hơn đá thanh hồng tự nhiên. Nếu bạn muốn thăng quan tiến chức, muốn cử các tiệc xạ, muốn tài lộc, muốn năng lượng trong công việc thì các bạn nên sử dụng quả cầu đá thanh hồng tự nhiên Việt Nam mình chưa qua xử lý. Còn nguyên nó vết nứt phèn như này. Khi các bạn soi đèn pin vào là một thế giới hiện ra. Nếu quả cầu có hình, có màu đồng chất, màu đồng chất không có vết nứt phèn, không tì vết, đấy là đá bằng bột đá hoặc đá đang qua xử lý gia nhiệt. Còn nếu quả cầu mà còn đang có vết nứt phèn như này là đá tự nhiên, đá có năng lượng. Thanh có tính áp điện khi sóng âm các tia xạ sóng từ tác động đến đá thanh thì đá thanh sẽ chuyển thành dòng điện năng và ngược lại. Chính vì vậy đá thanh cử các sóng phát ra từ điện thoại, máy tính, TV cực kỳ tốt. Bạn hãy để trên bàn làm việc, nó sẽ cử các sóng điện tử làm cho đó bạn cảm thấy thoải mái, minh mẫn, sẽ khí xấu, sóng xấu. Khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, hết năng lượng thì các bạn hãy dùng hai bàn tay ôm quả đá. Bạn sẽ hấp thụ năng lượng của viên đá. Thỉnh thoảng bạn hãy tắm rửa cho viên đá, ngâm nước muối, phơi nắng một tháng hai lần để trả lại độ đàn hồi, độ tự nhiên của đá để đá hấp thụ các năng lượng xấu, các sóng xấu giúp bạn. Đây là một viên đá thanh hồng tự nhiên Việt Nam mình, không qua xử lý. Các vết nứt này là vết nứt của sốc nhiệt, hiện tượng sốc nhiệt tự nhiên. Để trong hàng ngàn triệu năm ở trong lòng đất, nước sẽ xuyên qua, mang theo khoáng chất và lấp đầy. Đây là tính tự nhiên của đá. Một viên đá thanh thật sẽ có độ mát tự nhiên, nứt phèn tự nhiên, trọng lượng rất nặng. Bạn cảm thấy trong công việc thiếu năng lượng, các bạn nên dùng quả cầu đá thanh tự nhiên Việt Nam mình để trên bàn làm việc hay để ở bàn phấn phòng ngủ, sẽ giúp bạn giấc ngủ sâu ngon hơn, trong công việc bạn sẽ tỉnh táo hơn. Nhà sàn Tây Nguyên là nơi chia sẻ đá phong thủy tự nhiên Việt Nam mình. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm nhà sàn Tây Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.